Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và đương nhiên, Puka, người chơi ở vị trí đầu tiên trong căn phòng đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trước hết, chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Mình tên là Puka và mình đang là diễn viên của sân khấu Cảnh Thế Giới Trẻ. Hai mùa trước thì Puka tham gia với vai trò là hỗ trợ cho những trưởng phòng để thử thách các khách mời. Còn mùa này thì Puka tham gia với vị trí là khách mời. Thì nói chung là tham gia vị trí nào thì nó cũng rung và hồi hộp như nhau cả. Khi tham gia với vai trò mình là một người hỗ trợ cho trưởng phòng thì cái cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, tại vì mình đã biết trước được cái đường dây nó sẽ đi như thế nào. Còn bây giờ với vị trí là khách mời thì mình chưa biết gì cả, trong đầu mình bây giờ là trống rỗng, hoang mang về anh Trấn Thành, anh Tự Long và anh Trường Giang, thì ba người đó là cũng quá quen rồi. Còn nếu mà bây giờ mình thảy Puka vô trong phòng của chị Hồng Đào với Puka sợ lắm. Puka chưa có dịp để tiếp xúc với chị và cũng như là Martina để diễn với chị. Hai mùa Puka hỗ trợ, nói chung là có rất là nhiều phòng Puka cảm thấy rất là thích, mà nhớ nhất đó là phòng của anh Trấn Thành. Puka diễn vai một người con gái, hỏi là ông ta bà ngoại là tại sao chồng tôi ngoại tình, tôi không được hạnh phúc. Tiết mục đó thì rất là vui và đem lại rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Bây giờ sắp ra ngoài đó rồi thì tinh thần thì rất là bình thường, nhưng mà trong đầu thì rất là hoang mang và trống rỗng, không có gì trong đầu hết. Thật sự chỉ muốn đi về nhà thôi. Giờ là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho Puka. Xin mời. Xin lỗi Puka, là tại vì bạn hào hứng quá, bạn lao vút ra và tôi lại chưa kịp quay lại. Về nguyên tắc là bạn chỉ được đứng ở cái vạch này thôi. Anh không cản là em nhào xuống tới anh Linh chứ. Có vẻ cũng rất là tự tin đây này. Không biết là không có cái gì. Lao vút ra, đạp bằng mọi gian nguy. Không có tính lao vút ra là chạy qua mặt anh Linh đi về nhà luôn á. Sao lại thế? Tại vì em rất là sợ, em hồi hộp á. Bạn ngại nhất là ai? Dạ ai em cũng ngại hết. Nếu mà ngại nhất luôn á. Là em ngại anh Thành. Tôi không hiểu là cái tay Trấn Thành ấy sống thế nào mà để ai cũng ngại. Bạn hãy kể ra ba đặc điểm đáng ngại ở Trấn Thành cho tôi. Dạ anh Thành quá ngại, đáng ngại và rất ngại. Thưa quý vị, nói chuyện với Puka ở bên ngoài cửa của căn phòng, chưa bao giờ tôi lại muốn mình làm trưởng phòng đến như vậy. Và tôi tin rằng cái người ở trong phòng này cũng đang mong muốn để gặp bạn. Ai ở trong? Ai à, tôi nói luôn nhá. Dạ. Trấn Thành. Mời bạn đi mày giỏi nhé. Dạ, chào anh. Ngôi sao đa năng Puka của tôi đây rồi. Anh là quản lý của em nè, Sebastian Nguyễn nè. Anh là Sebastian Nguyễn. Anh không có làm cái gì mà vay mượn của ai mà phải đi tri ân người ta nha cưng nha. Sebastian. Dạ anh, cái tên gì anh tên, nhưng anh là quản lý của em. Em là chủ nhân của anh, cho nên em muốn đổi anh tên Tỉnh. Tỉnh cho dễ kêu. Tỉnh. Dạ. Cái này nó là từ tượng thanh đó thì nó hơi sai về mặt khoa học. Lâu lâu mình đứng ở một cái nơi đông người như thang máy chẳng hạn, cái dạ, tự nhiên mình nghe âm thanh Tỉnh. Nghe cái tên nó kỳ kỳ sao à. Cái tên khác đi chứ. Anh tên là Tuấn. Cái âm thanh này rõ hơn âm thanh nãy nè. Có cái nào mà nghe nó thoáng hơn em? Fresh air. Anh tên là Bộp. Anh Bộp. Chào anh Bộp. Ừ, nghe muốn bộp tay ghê. Ok, Sebastian Bộp xin chào em. Anh bỏ cái ghế đầu đi, em muốn anh tên Bộp thôi. Cái quyền của anh. Anh là quản lý của em. Và live show sắp tới rồi, em phải chuẩn bị cho nó. Khán giả em đi đông lắm, 15.000 người ngoài sân vận động em biết không? Mà em đứng trên sân khấu em làm cái gì? Em là ngôi sao đa di năng, em làm được tất cả mọi thứ. Bây giờ anh sẽ luyện từng phần cho em. Phóng ra là nói, phóng ra là hát, phóng ra là diễn, một mình em làm hết. Dạ. Anh phải đẩy em lên là ngôi sao nha. Dạ. Bây giờ mình làm MC trước. Dạ. Ra đi mình giới thiệu khán giả nha, chuẩn bị. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Hay quá. Tôi quá là trân trọng rồi, nhưng tôi không biết giới thiệu gì hết. Mình bỏ qua MC đi, anh sẽ mướn MC Xuân Bắc để thế cho em. Bây giờ, ca nhạc. Ôi, sở trường của em nè.
Anh biết làm hát tốt lắm, em thích bài nào? Ôi bài nào em cũng thích. Hát bạn cứ đi đi nha. Ok. Rồi, chơi. Mà bây giờ nếu anh cứ đi đi mà hát bình thường là đâu có chơi lợn Harry Won. Cái con đó nó hát cái gì? Mấy cái con đó là phải tiêu diệt. Tiêu diệt. Dập cho nó chết. Yeah. Anh hợp sức với em dập cho nó chết. Em dập cho nó chết. Yeah. Em nghĩ em còn yên hả? Vậy chứ ai làm gì em mà em không yên được nè. Anh nói vậy thôi à. Chứ đâu có ai làm gì được em. Bây giờ em phải hát bài Anh Cứ Đi Đi theo điệu jazz. Thiên ơi là thế, đất thế là miệt ngô nhé. Thôi liền luôn đi. Mệt quá. Em ca như là cá đớp móng vậy, không có cách nào. Thôi bỏ bài này đi. Bây giờ cái phần âm nhạc mình kết hợp đi. Dạ. Diễn xuất mình làm nhạc kịch, mình sẽ diễn trích đoạn Thanh Xà Bạch Xà. Em bài Bạch Xà nha. Dạ, anh cho. Hứa Tiên. Chào Tiên. Chào ca. Rồi, bây giờ đang đi hái thuốc là em bay xuống em xà xuống em quyến rũ nha. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây và sau đây trích đoạn Thanh Xà Bạch Xà bắt đầu. Quyến rũ chứ phải đe dọa. Trước hết là mình phải giới thiệu cái nhân vật của mình. Mình làm như vậy để ta biết mình là con rắn nè. Con này là con voi. Con rắn nhẹ nhàng thôi. Em đừng làm cho chàng trai hoảng sợ. Dạ. Không cho chàng trai sẽ bỏ chạy. Dạ, em làm lại. Em bỏ chạy hết kịch diễn cái gì. Làm lại. Diễn lợn đi. Dạ. Mệt quá mà. Trời ơi, hai lá thấy ghê không vậy? Đúng rồi. Này hỡi chàng trai. Chàng trai à. Chàng trai ơi. Ơi. Chàng trai có biết ta là ai không? Đàn là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Không, em là con rắn. Hả? Nhưng em rất yêu chàng. Hả? À, cha. Yêu nghiệt phương nào? Ngươi có phải là cuốn chiếu tinh không? Ta đây là tinh tinh. À. Ngươi là yêu quái đã tu luyện thành người. Người quyến rũ chàng trai đó. Theo à. Luật thì người và yêu không thể đến với nhau. Không không, chúng tôi yêu nhau thật lòng mà. Tôi làm ơn đi, đừng chiến thắng chúng tôi. Làm im đi tôi. Hãy buông Hứa Tiên ra. Trời. Em ơi ơi. Có đau bụng không? Đi uống thuốc đi. Cảm xúc u cha, cảm xúc rặn giữa bay. Anh thất vọng quá. Cái ngày diễn cận kề rồi, tập tành không có ra gì hết trơn. Em coi kìa, không có một diễn viên nào diễn được với em hết trơn. Tại nó diễn không được chứ phải tại em đâu. Em là biết nữa, cái showbiz nó loại em ra rồi. Anh đang rất là khó chịu. Tại vì sao? Một cái live show lớn như vậy mà tập 3 năm trời để mà tập chưa xong. Ra diễn có 3 tiếng, tập 3 năm mà diễn sai hoài hả? Tiền bạc anh rót vô cái live show này chết rồi. Nghĩ ra cách giải quyết liền giùm anh. Nếu em diễn quá tệ như vậy thì phải làm sao? Quỷ đại xô. Dẹp luôn. Không được Buka. Quỷ live show chúng ta phải đền tiền cho nhãn hàng tài trợ. Cái live show này là ai làm nè? Anh với em Hùng. Bây giờ em gãy là anh gãy luôn. Làm ơn suy nghĩ liền cái cách giải quyết giùm anh. Bây giờ mình phải làm sao nè? Mình phải tập lại đi nè. Em thề với anh em làm được. Không em còn niềm tin. Điện thoại reo không có gì hết. Alo. Tại sao bạn trai em lại biết số điện thoại của anh? Ủa em có bạn trai luôn hả? Có, nó mới gọi nó chửi anh. Nó chửi anh cái gì? Nó nói anh bóc lột sức lao động của em, bắt em luyện tập ngày đêm không gặp được nó. Nó nói nó tới đây bây giờ. Tại sao em cho cái số điện thoại của anh cho nó? Anh là quản lý của em, mà bạn trai của em là người thân cận với em. Thì dĩ nhiên phải biết số điện thoại của anh rồi, chuyện đó là chuyện đơn giản mà. Đúng không? Trời ơi.
Cái gì vậy? Phô em. Trời ơi, em yêu anh mà. Em... Cô ấy là thuộc quyền sở hữu của tôi. Cô ấy là ca sĩ của công ty tôi. Và live show này phải được thực hiện. Bạn nên về để dành thời gian cho cô ấy làm việc. Ok. Anh à, tôi không cần biết. Cô chính là người yêu của tôi. Hôm nay tôi tới để giành lại tình yêu của mình. Em ơi, chia tay đi. Anh à, không, không làm việc được. Anh à, anh có yêu em không? Anh yêu em. Anh yêu em nhiều không? Nhiều. Vậy thì anh bỏ tiền anh đòi live show đi, em về với anh. Đúng. Đơn giản em sẽ về với anh, em sẽ thuộc về anh. Em mà bây giờ phải có tiền thì em mới thuộc với anh hả? Không trước phải. Trước đó anh không có tiền, em vẫn bên cạnh anh mà. Cái chuyện trước đó là cái chuyện trước đó. Còn cái chuyện hiện tại bây giờ là em bị cái thằng quản lý này nè. Cái gì? Bị cái... Em. Anh quản lý này nè. Anh với em là một. Dạ. Em nghịch anh là em khó sống đó nha. Em đã nhớ sự nghiệp của em nằm trong tay anh. Anh bốp là em chết, buông ra là em thở ngồi ngóp. Đừng giỡn mặt. Anh, anh à, muốn em chia tay cái thằng này. Quá rườm rà. Anh à, nghe em nói nè. Thật lòng em chẳng biết phải làm sao. Hãy hiểu cho em bởi chưa hiểu chưa tròn. Vì gia cảnh nên em phải phụ tình anh. Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây. Em mới hát hả? Ù, nó không vô một nốt luôn á. Ca mà không biết cái bài tên gì luôn á. Em ơi, người ta chọn rồi, đi về. Em yêu nghề là em từ bỏ gia đình, từ bỏ tình yêu. Không, gia đình em chấp nhận, em chỉ từ bỏ anh thôi. Ba má em chấp nhận mà. Anh không ngờ em lại phủ hoài cho anh như vậy. Không, em không phủ đâu anh, nhưng mà từ giờ bây giờ em rối quá rồi, anh đi giùm em đi. Ơi, làm như em bỏ anh cái anh trổ bóng luôn hay sao? Nãy giờ thấy diễn diện đối xử với bạn trai của em. Dạ, dạ. Anh thấy em yêu nghề thật sự. Dạ đúng rồi, em yêu nghề lắm. Nhưng em thủ đoạn quá. Với cương vị là một nhà quản lý chuyên nghiệp, anh không thể tiếp tục cộng tác với em được. Anh sẽ hủy bỏ live show của em. Anh hãy hủy là mình đền á, đền hai anh đứa. Anh sẽ kiếm một cô gái khác. Dạ không, không. Anh sẽ đưa cô ta vào live show và thế chỗ em hoàn toàn được. Anh ạ, thật lòng anh không biết gia cảnh em đâu. Gia cảnh em như thế nào? Em khổ lắm. Ba má em bị bệnh nặng, em không có tiền chữa trị nên em phải dấn thân vào showbiz. Tại vì ngoài lòng khùng làm điên ra em không biết làm gì cả. Cho nên là nếu bây giờ anh không cho em làm nghề nữa thì tiền đâu em lo cho ba má em? Ba tiền má... đâu mà em ăn? Ba má... tiền đâu mà em ở? Ba... tiền đâu mà em xài? Ba... tiền nó ở nơi đâu? Bây giờ em nói luôn đi. Em đừng để anh quyết định nữa. Không, là ý là em cần tiền á, cho nên anh cho em làm tiếp được không anh? Anh nghĩ là nơi phù hợp của em không phải là sân khấu mà là bệnh viện tâm thần. Trời ơi, tôi là một người bị tâm thần sao? Trời ơi, tôi bị điên rồi. Thì tôi làm cái gì cũng không ai trách tôi hết. Tôi làm cái gì cũng được hết. Bây giờ nè, tôi đánh người cũng được luôn. Nói thật với Puka là thế này này, khi mà xem ấy thì mọi người đều cảm nhận cái độ dở hơi của em là có, cái độ điên của em là có, cái độ khùng của em là có. Và em vừa có một câu chốt mà anh thấy nó rất là tâm đắc, tức là em phải vào showbiz bởi vì ngoài làm khùng làm điên em không còn cách nào khác, không làm được gì khác nữa. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Trấn Thành. Độ thử thách mà Trấn Thành dành cho Puka thì thật sự tôi nghĩ là nằm ở trong cái khả năng của cô ấy. Cái thứ nhất là về cái độ điên á, thì tôi nhìn thấy rồi. Chỉ có những cái mà tôi cho là em xử lý nhanh nè. Cái điểm đó gọi là cái điểm nhấn của em luôn á. Cái mà Quý nói là anh không chấp nhận, gia đình anh không chấp nhận. Rồi em nói là gia đình đó là gia đình của anh chứ không phải là gia đình em mà chấp nhận. Cái đó là cái mà em rất là nhanh. Và một cái nữa mà em chọc Trấn Thành mà em còn sợ đó, cho nên là anh với em cùng nhau hợp sức dập con Harry Won. Cho em hỏi cái, em không biết mà hai bạn này có cái thù gì với cả cái cô gái rất xinh đẹp là Harry Won mà hai bạn có vẻ là hợp tác với nhau dập mà nhiệt tình thế ạ? Hai đứa nó phá nhau chứ không phải là thù hằn gì hết, phá nhau vậy thôi. À, chọc thế thôi gì ạ? Chủ yếu là chọc người này chứ không phải là chọc cô kia. À, thế thì hiểu rồi. Cuối cùng á, em cũng nói lên được một cái điều là cái tài năng em không có gì hết ngoài cái khùng điên ra để em bước vào cái showbiz này. Còn có một số
dùng những chiêu trò để bước vào showbiz. Nhưng mà những cái đó thì nó thường thường là nó không bền. Còn riêng bản thân em thì anh thấy là em lấy cái khùng em để em bước vô showbiz là đúng á. Em quá khùng rồi, chịu hết nổi em rồi đó. Cảm ơn Puka rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh, xin chúc mừng Puka. Xin cảm ơn Trấn Thành. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.